Xin chào bạn, có một vài cái câu hỏi ở trên YouTube mà mình thấy nó cũng thuộc dạng khá nhạy cảm, nhưng mà cái câu này là cái câu chính đáng mà mình nghĩ là đáng để chúng ta phải cân nhắc để mà trả lời. Thì cái câu của một số bạn hỏi mình như thế này nè: anh Tuấn ơi, nếu mình là người thứ ba thì mình phải làm sao? Thì câu hỏi của bạn là nếu mình là người thứ ba thì mình phải làm sao? Thầy thấy căng không, các bạn thấy căng không? Đương nhiên cái câu hỏi đó mà nếu mà gặp người bình thường trả lời ngắn gọn nhanh á, thì nếu mình là người thứ ba thì mình rút đi. Tại vì mình không bao giờ muốn là có một người thứ ba khi mình là người thứ nhất, người thứ hai, đúng không? Tức là khi mình là cái người mà đang có chồng thì mình chắc chắn không muốn ông chồng mình có một cái người khác nữa. Tức là nếu mình đã không muốn có người thứ ba thì mình đừng nên là người thứ ba. Đó, thì cái câu trả lời đương nhiên là đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, mình biết là cái tình huống các bạn hỏi như vậy có nghĩa là các bạn đã vấp vào hay là rơi vào một cái tình huống mà các bạn không có sự chủ động trong đó. Mình giả sử bạn vô tình, bạn một người đàn ông tiếp cận bạn hay sao đó không biết, nhưng mà tới cái lúc mà bạn biết là bạn là người thứ ba đó thì bạn đã lỡ yêu rồi. Nói một cách đơn giản hơn, tức là nếu lỡ mình yêu một người đàn ông đã có gia đình thì mình làm sao, đúng không? Cái câu hỏi đặt ra như thế này á thì nó sẽ dễ nghe hơn và nó làm cho mình có cảm giác như là bạn là một nạn nhân. Còn cái kia khi mình hỏi là nếu mình là người thứ ba thì sao, thì nghe nó có vẻ như mình là cái người đi phá. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ trả lời cho bạn theo cái hướng là bạn đã lỡ yêu một cái người đàn ông đã có gia đình. Cái cách mà bạn nên, cái thông điệp mà bạn nên đưa cho anh ấy trong cái mối quan hệ của bạn đó, là bạn nói cho anh ta biết mà đưa ra cái thông điệp là bạn chỉ có thể tiếp tục mối quan hệ trên mức bình thường nếu anh ta là một người đàn ông độc thân. Có nghĩa anh ta phải quay về cái trạng thái độc thân, trạng thái single. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Cái khó của bạn ở trong cái việc yêu người đàn ông thứ ba, người đàn ông mà mình là cái người thứ ba đó, là mình sẽ bị vấp vào một cái trong cái văn hóa đó. Một phần là cũng về mình không nghĩ là đây là một cái gì đó về phạm pháp, nhưng mà về cái mặt văn hóa, cái mặt đạo đức của cả thế giới này luôn, chứ không phải vài quốc gia nào đó họ chấp nhận cho người đàn ông có nhiều vợ, mình không biết nha. Nhưng mà đổ đầu ở trên thế giới thì cái việc một người đàn ông có gia đình và một người phụ nữ đó đến, thì nếu bạn chủ động hay là nếu bạn đồng ý cái mối quan hệ như là một cái người yêu, một người tình á, thì chúng ta đã vi phạm vào cái văn hóa và cái đạo đức đó. Và đương nhiên lý do bạn đặt cái câu hỏi đó là vì chính bạn cảm thấy nó cũng ngại ngại, nó cũng kỳ kỳ, nó có cái gì đó sai khi mình là cái người thứ ba đó. Thế thì để có thể tránh cái điều mà bạn vi phạm, có cái cảm giác đó, thì bạn nên nói với anh ta và nên giữ cái quan hệ anh ta ở mức bình thường. Nếu bạn giữ quan hệ ở mức bình thường thì không ai trách được mình, đúng không? Và mình cũng có một cái động tác nói với anh ta, gửi anh ta cái thông điệp là nếu anh muốn đến với em, anh muốn có một cái sự tìm hiểu cho anh muốn tìm hiểu em, muốn chinh phục em á, thì anh phải trở về cái trạng thái độc thân. Và nếu như bạn đưa ra cái thông điệp này thì bạn hoàn toàn là một người không có làm gì sai cả về mặt đạo đức, và bạn cũng làm cho anh ta biết một cái cơ hội, một cái cách, mà cái cách đó không hoàn toàn sai. Tức là bạn không phải chạy theo níu kéo anh ta, bạn không phải chạy theo yêu anh ta rồi lôi anh ta ra khỏi gia đình, mà bạn chỉ nói một cái điều mà nó bình thường, mà nó công bằng với tất cả những người đàn ông khác trên thế giới. Và cái điều này là cái quyền của người đàn ông và cái quyền của bạn luôn, là bất cứ người đàn ông nào đến với bạn thì chỉ cần một điều kiện là anh ta là cái người đàn ông độc thân, cái đã là anh ta có quyền tìm hiểu mình rồi. Và khi bạn nói như vậy thì bạn, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra ở bên đây? Người đàn ông khi nghe bạn nói như vậy thì anh ta bắt buộc phải suy nghĩ, tức là anh ta về anh ta cân. Tại vì anh ta, nếu anh ta yêu bạn hay là anh ta thích bạn hay là có cảm tình hay gì đó, anh ta sẽ đưa lên anh ta cân. Anh ta nói ok, bên đây vợ con, mình có thể có con đúng không, bên đây là cái bà này, cái cô này mà mình hình như mình đang yêu. Ok, thế thì thế này nè, anh ta biết một điều á, là muốn đến với bạn là bắt buộc phải ly dị bên đây, tức là phải ngưng cái mối quan hệ này. Tuy nhiên anh ta cũng biết á, là anh ta ly dị á, chưa chắc là bạn đã đồng ý. Nếu mà anh ta ly dị cái người vợ của mình á, chưa chắc bạn đã đồng ý, tại vì lúc đó bạn mới chỉ đồng ý cho anh ta tìm hiểu thôi. Thế thì nó hay chỗ này nè, là bạn tách bạn ra khỏi bức tranh trong cái cuộc sống hôn nhân của anh ấy. Vì nếu như anh ấy một ngày nào đó quyết định là sẽ ly dị cái người vợ của mình á, thì anh ta ly dị là vì cái bản chất cái cuộc hôn nhân của anh ta nó không còn xứng đáng, nó không còn đáng để anh ta giữ nữa, chứ không phải là tại bạn mà anh ta ly dị. Tại vì bạn, cái thông điệp bạn rất là rõ, nếu anh muốn có một cái mức độ tìm hiểu, hay là có một cái mức độ quan hệ trên bình thường, hay là anh muốn tìm hiểu, anh muốn đến với em, thì anh ta phải là cái người đàn ông độc thân.
Bây giờ anh ta về anh ta nghĩ như mình vừa nói, thì anh ta sẽ cảm giác là chưa chắc mình đã được cô kia nếu mình ly dị người này. Nhưng anh ta sẽ phải cân nhắc. Và nếu như anh ta thấy là ok, anh ta vẫn muốn giữ cái gia đình của anh ta, thì anh ta sẽ không ly hệ bạn nữa. Còn nếu như anh ta nghĩ là ok, đằng nào mình cũng ly dị, có nghĩa là đằng nào anh cũng không muốn cái cuộc sống hôn nhân này, thì lúc đó bạn không phải là nguyên nhân anh ta ly dị. Anh ta ly dị là vì bản chất cuộc hôn nhân nó không còn để anh ta muốn giữ nữa mà thôi. Và cái đó là cái quyền của anh ta, và vợ chồng anh ta sẽ sắp xếp và họ làm gì đó với họ, với bản thân nhau. Thì anh ta ly dị xong, anh ta mới có quyền tìm hiểu bạn. Bây giờ bạn mới nói, anh Tuấn ơi, nếu mà làm như vậy đó thì em không đạt được cái điều đó là rủi anh ta không đến với em thì sao? Khi em nói như vậy, anh ta không chịu đến với em thì sao? Tức là bạn không có thỏa mãn được cái điều là bạn muốn níu kéo anh ta, đúng không? Ok, cái câu bây giờ cái câu trả lời cho bạn, thứ nhất là đương nhiên là chúng ta không níu kéo người đàn ông. Tại vì nếu bạn níu kéo thì sẽ như thế này nha. Bây giờ mình đưa cho bạn hai tình huống. Bạn nhào vô bạn níu kéo người đàn ông. Tức là bây giờ bạn có thể người thứ ba á. Tức là bạn không chịu làm theo cách đó thì bạn chỉ còn một cách khác là chạy vô níu kéo thôi. Tức là mình làm người thứ ba, đúng không? Và khi bạn níu kéo thì có hai tình huống. Bạn níu kéo được anh ta. Bây giờ cái khó, bây giờ mình đưa cái tình huống níu kéo không được trước đi. Nếu bạn níu kéo không được anh ta thì có nghĩa là bạn đang kéo dài cái nỗi đau đó thôi, đúng không? Tức là cái câu hỏi của bạn là nếu mà em chỉ làm cái động tác của cái người phụ nữ là kêu anh ta độc thân, anh ta đến với em, bây giờ bạn nhào vô, bạn níu kéo anh ta không được, có phải bạn khổ không? Bạn đầu tư tình cảm nhiều hơn, đúng không? Bạn kéo dài nỗi đau, đúng không? Rồi sau đó nỗi đau nó còn đau hơn là tại bạn đã đầu tư tình cảm thêm, thay vì lúc đầu nên cho anh ta cái thông điệp đó để có gì mình cũng đỡ đau hơn trong cái tình huống anh ta không đến với mình. Đó là cái tình huống thứ nhất, tức là anh ta níu, bạn níu kéo mà không được. Bây giờ tình huống thứ hai, bạn nghĩ là sướng hơn, đúng không? Là bạn níu kéo được, tức là bạn níu kéo xong anh ta về, anh ta bỏ ly dị vợ, anh ta đến với bạn, đúng không? Thì nó có cái điều nguy hiểm này, nếu bạn níu kéo được anh ta vì bạn đầu tư tình cảm vào đó nhiều, vì bạn quan hệ xác thịt với anh ta, vì bạn cho anh ta và tìm cách thúc anh ta trong cái việc là bỏ cái gia đình của anh ta, thì bạn sẽ trở bạn thế vô ngay đúng cái vị trí của cái người vợ cũ của anh ấy. Sau một thời gian, vì cái tình cảm của anh ta đến với bạn nó không qua cái cách chinh phục như mình hướng dẫn ấy. Tức là anh ta phải tìm hiểu độc thân rồi tìm hiểu chinh phục bạn và đến với bạn. Thì bây giờ bạn nhào vô, bạn níu kéo anh ấy. Và khi bạn níu kéo anh ấy thì sau thời gian lúc đầu là còn say, là tại vì bạn còn mới. Sau đó anh ta ly dị vợ, anh ta ở với bạn sau thời gian rất ngắn, bạn sẽ trở thành cái người vợ cũ của anh ta. Là vì sao? Anh ta không có say cái cảm giác yêu với bạn, anh ta không có phải chinh phục bạn, mà là vì bạn níu, bạn ép, bạn thúc để anh ta lấy bạn. Và sau đó bạn sẽ trở thành cái tình huống đó, anh ta sẽ thấy một người phụ nữ khác, và rồi anh ta cũng thấy là cái cô này tôi chẳng muốn luôn. Sau thời gian tự nhiên chán mất cảm giác. Tại vì sao? Là tại vì bạn, như trong nhiều video khác mình có nói ở cái phần này, thì các bạn có thể, nếu ai đó không hiểu đoạn này á, thì bạn có thể mò lại những cái video kia, những cái video trước cái video này bạn coi, thì nó có nhiều trong cái, giải thích nhiều về cái phần đó. Tại vì mình không muốn kéo quá dài cái video mà những người bạn đã coi nhiều rồi. Thì nó chỉ đơn giản là nếu bạn nhào vô, bạn đầu tư tình cảm, bạn níu kéo, bạn theo đuổi, thì cái người đàn ông sẽ chán bạn, người ta sẽ chán mối quan hệ đó. Và bạn đương nhiên sau đó chung sống với anh ta ly dị vợ, anh ta chung sống với bạn ha. Rồi sau đó bạn sẽ lọt vào đúng cái vị trí cái người vợ cũ, là anh ta sẽ chán bạn. Do đó là cả hai tình huống bạn đều không được gì hết trơn. Tình huống thứ nhất là kéo dài nỗi đau cũng không được. Tình huống thứ hai tưởng là được nhưng mà lại rớt vào cái vị trí người vợ, và rồi sau đó tiếp tục đổ vỡ và còn đau hơn nữa. Do đó cả hai tình huống nó đều không được. Do đó nó chỉ đưa cho bạn cái sự lựa chọn là sao? Hãy cho anh ta biết là anh ta muốn đến tìm hiểu và chinh phục bạn, anh ta phải là người đàn ông độc thân trước cái đã. Và cái quan trọng mà mình muốn nhắn, thông điệp của mình muốn nhắn các bạn ở đây là trong hai cái tình huống mà bạn níu kéo được và không được á, điều quan trọng là cả hai tình huống đó, bạn đều là cái người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tức là chúng ta tìm cách níu kéo anh đó, nếu bạn níu kéo không được, bạn cũng vẫn là cái người có cái nỗ lực trong việc phá vỡ gia đình người ta. Bạn níu kéo được, bạn cũng vẫn là cái người phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Do đó là cái sự lựa chọn sau là níu kéo người đàn ông là cái không nên làm. Do đó là chúng ta chỉ có một sự lựa chọn mà nó vừa thỏa mãn được những cái tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa, nó cũng làm giảm thiểu cái khả năng nỗi đau của bạn, và nó cũng làm tăng cái yếu tố mà anh ta tới chinh phục bạn. Nếu như thật bạn thực sự là người anh ta yêu sau này, thì anh ta mới chinh phục và bạn mới đạt được cái tình yêu mà sau này bạn không có cái cảm giác hối tiếc, một cái cảm giác là mình làm một cái gì đó phá vỡ hạnh phúc của một người khác. Thì đó là cái câu trả lời mà mình nghĩ tạm gọi là nó ổn nhất ở trong cái tình huống mình là người thứ ba hay là mình lỡ yêu một người đàn ông đã có gia đình rồi. Nếu bạn có cái lời bình nào hay bạn có những cái suy nghĩ hay cái ý kiến gì cho mình, ghi ở dưới cho mình biết. Nếu bạn thích cái video này cho mình xin cái ngón cái.
bấm đăng ký vào kênh và chia sẻ cái video này cho những người bạn của mình mà bạn nghĩ là cái video này sẽ có giá trị cho họ. Rồi nữa là dưới video này có một cái link, là nó là một cái chuỗi 13 video về bí quyết người phụ nữ quyến rũ mà mình muốn tặng các bạn. Các bạn click vào link và theo hướng dẫn để nhận cái chuỗi 13 video đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác, hay là những cái kỳ livestream trên Facebook, hay là trong cái chuỗi video mình vừa nói. Xin chào các bạn, mình là Coach Tuấn Lê.